cũng đến để góp vui. Nhưng mà cuộc vui này không phải ai muốn góp cũng được đâu. Thứ mà Lệnh Phi tỷ tỷ biết, chúng ta cũng không biết đâu. Nếu mà hát lên côn khúc, ai mà sánh được với Lệnh Phi chứ. Dạ, gia quý phi thật rộng rãi, chân của bác A-ca phế rồi. Tướng A-ca cũng không được phục sủng như trước, chỉ vẫn còn tâm trạng sửa soạn bản thân. Đúng là thật tình không học hỏi được đâu. Cho tướng A-ca làm con trai của Hiếu Hiền Hoàng hậu, không phải để cho tướng A-ca danh phận là đích tử hay sao? Ngọc Thị thỉnh cầu như vậy, rốt cuộc là có yêu cầu gì chứ? Lệnh Phi biết hát côn khúc chứ. Khánh Hữu chạy ra ngoài chơi, chỉ có dễ đáp ứng nhìn thấy. Thật là không có gì trùng hợp hơn. Cũng vì Hiếu Hiền Hoàng hậu hiền đức nên Hoàng thượng mới thương nhớ không nguôi như vậy. Khánh Tần nói thật trôi chảy và đầy lý lẽ. Thần thiếp và cô ta cùng phi dị, theo quy tắc thì thần thiếp có thể nuôi con của cô ta sao? Tước bỏ phong hiệu Lệnh Phi, dán làm đáp ứng giả.